Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong những ngày đầu năm mới, đa số các anh trai phải nói là ở tất cả tỉnh, phải nói là vô cùng rất xa. Có nhiều người ở mãi Kiên Giang, Rạch Giá, rồi là ở Cà Mau, Cần Thơ, ở Sóc Trăng, phải nói là rất xa để về đây nhờ các anh em chị Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện là một anh trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em chị Dương ghi hình đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Dạ. À, anh cho em biết là anh tên gì? Anh tên Lê Văn Vũ. Ừ, anh Vũ hả? Anh Vũ nhiêu tuổi rồi? 35 tuổi. 35 tuổi hả? Dạ. Rồi mình quê quán ở đâu? Quê quán ở Kiên Giang. Kiên Giang, ngồi xa vậy? Ồ, chính tỏ mình cũng dự đoán từ trước hả? Ồ, áng chừng là Kiên Giang đó, bởi vì nhìn có thể là xa xa. Nhưng mà đúng là ai ngờ là xa thật. Từ Kiên Giang vào đây có xa mấy trăm km? 300 mấy. 300 mấy luôn hả? Dạ. Vậy là mình đi về từ khi nào đấy? Không, em hiện tại giờ đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ồ, xa vậy? Sao lại làm việc mãi đi Biên Hòa? Thì đó giờ có vợ ở đó làm đó. Ồ, vậy hôm nay mình về đây tìm ai đây? Tìm vợ. Tìm vợ. Vợ của mình họ tên là đầy đủ là gì? Hồ Kim Hai. Hồ Kim Hai hả? Ồ, dạ. Hồ Kim Hai. Ồ, tên này cũng được được. Ừ. Vợ nhiêu tuổi rồi? Nó sinh năm 86. 86, thế còn mình sinh năm 8 mấy? Em sinh năm 89. Ồ, gái hơn hai. Trai hơn một, mà đây gái hơn ba. Dạ. Ồ, thế cái duyên cái số nó vồ lẫn nhau hay sao này? Dạ. Lúc ai tán ai dụ ai? Đi làm chung ở giữa trọ chung thì hai đứa quen. Ồ, mình được mấy người con rồi? Hai đứa. Trai gái? Gái không ạ. Gái không. Gái là ngon rồi. Gái nhiêu tuổi rồi? Gái lớn em năm nay gần 18 tuổi. Gần 18 tuổi. Dạ. Em sinh 89 hả? Dạ. Ồ, 89 thì nhỏ hơn anh. Mình gọi bằng anh em đi cho dạ, nó ngọt dạ. Ngọt canh được không? Dạ dạ. Ừ, nhìn mới đầu nhìn tưởng lớn lớn tuổi nhưng mà hóa ra lại nhỏ tuổi hả? 89 là tuổi con rắn hả? Dạ, rắn. Ồ, tị đúng không? Dạ. Ồ, rắn này rắn nhỏ đúng không? Dạ. Rắn vừa vừa. Rắn này chắc rắn nước hả? Nước. Ồ, mình có ăn thịt rắn bao giờ không? Có ạ. Ồ, thích ăn không? Không thích mấy. Ừ, thường tuổi này là người ta thích ăn rắn nhiều. Ồ, rồi thế mình lấy vợ bao nhiêu năm rồi? Lấy hồi năm 2002. Ồ, 2002, lấy vợ sớm dữ vậy hả? Dạ. Thế năm nay con mấy tuổi rồi? Gái lớn gần 18, gái bé 16. Gần 18, thế lúc bây giờ mình mười mấy tuổi? Lấy lúc 16, 7 tuổi. Ôi giời, 16 vậy đã biết gái rồi. Dạ. Nhưng mà quê nhà mình thì thường thường là thanh niên là gái sớm vậy hả? Không anh, cũng tùy theo. Hay là tùy con? Tùy. À, con nào gái sớm, con nào gái muộn? Dạ. Nhưng mà mình thuộc dạng như thế này, gái sớm hay muộn? Sớm rồi. Ôi giời ơi. 16, 17 là bẻ gãy sừng trâu. Nhưng mà mình này là bẻ cả sừng bò. Đúng không? Dạ. Ôi giời. Thế mình gãy sớm nên ba mẹ cũng đồng ý luôn. Dạ. Mình có làm đám cưới không? Có anh. Cưới luôn? Dạ. Đăng ký kết hôn chưa? Dạ rồi anh. Đăng ký lâu chưa? Em cũng nhớ chắc lâu rồi. Lâu là chắc cũng mới đây thôi đúng không? Không lâu. Chứ ngày đấy đâu có đăng ký được. Đúng rồi, cái ngày mà cưới mấy năm em mới làm. Dạ. Đúng rồi, lúc mấy giờ mà đăng ký là bị phạt luôn. Ngay lập tức cái tội gây sớm. Ồ, mình năm nào cưới hôm nay tổ chức là bao nhiêu bàn? Bên vợ làm bên đây cũng chục bàn, bên em gì giữ làm cũng mười mấy bàn. Ồ, vậy cũng được thôi. Mình năm cưới tại đâu? Quê hả? Ở dưới quê thì làm bên em, còn bên vợ thì làm tại Hồ Nai. Ồ, vợ mình quê Hồ Nai à? Không, Biên Hòa. Cũng miền Tây luôn mà nó lên đây á. À, chắc gia đình ở đây hết hả? Dạ. Ồ, rồi em cho em biết là hai vợ chồng em trong thời gian vừa qua làm công việc gì nào? Làm công nhân trong công ty anh. Ở đâu em? Xã Hồ Nai Ba. Ồ, chẳng bom hả? Dạ. Hồ Nai Ba là chẳng bom rồi. Ừ. Hai vợ chồng em làm việc ở đấy lâu chưa? Mình có nhà chưa? Chưa anh, em làm trong công ty đó 8 năm anh. Ồ, 8 năm. 8 năm là kỳ cựu ha. Gọi thâm liên đấy. 8 năm gọi thâm liên rồi. Thu nhập và ổn không em? Thì lương cũng đỡ. Được 20 không? Không anh. 18 triệu không? 10 triệu hơn. 10 triệu hơn. Dạ. Làm gỗ hả? Dạ, làm gỗ. Làm gỗ thường thường nâng cao nhưng mà mệt. Dạ. Đúng không? Em làm bên nghề cưa. À. Em cưa mâm. À, cưa mâm. Dạ. Cưa thì vất vả lắm á. Dạ. Có nhiều cây gỗ to lắm đúng không? Cưa cây cao su. À, cưa cao su. Dạ. Ừ. Anh nhìn tay thì anh cũng đoán thôi nhưng mà anh cũng nghi thôi, nhưng mà anh hỏi thử cho xem có đúng không? À, nhựa cây vẫn còn đúng không? Hết rồi, Tết giờ nghỉ nó nhưng mà nhựa nó vẫn bám. Dạ. Ừ. Bởi vì cây cao su là nó có mủ. Em cho anh hỏi này, vợ của em ấy tại sao bỏ nhà đi? Thì em nghi nó có người người khác. Em nghi lâu chưa?
cũng là Tết giờ mà, tại vì hồi Tết nó về nó vẫn gọi cho thằng này. Ồ. Mà bà già bà yếu rồi, em không muốn tranh cãi nó chứ, rồi em để lên đây thì nó lên đây thì nó lấy số nó bán liền, mà bán đêm nào cũng 9-10 giờ mới về. Vợ em bán ngay mấy số? Nó kiểu mà làm công ty về, hồi trước nó cũng vậy mà nó ngoan lắm. Ừ. Mà từ ngày Tết giờ nó cặp với thằng này. Ồ, từ Tết từ giờ trứng hả? Trứng. Em biết em... nó trứng luôn mà. Biết luôn hả? Dạ. Hai người con của em hiện nay đang ở đâu? Ở chung ngoại. Ở bên bà ngoại ha? Dạ. Gọi là ba mẹ vợ ha? Dạ. Là ở quê hả? Ở đây luôn anh, ở khu Trong... 8. Ở đâu? Ở Tràng Bom? Dạ, khu 8 phường Long Bình. À, Long Bình? Dạ, dạ. Long Bình Biên Hòa? Dạ. Ồ, Long Bình Biên Hòa, mà gia đình vợ ở bên Tràng Bom? Không, mình ở đây bên gần em á. Em đã đang Long Bình à? Dạ, em Long Bình. Phường Long Bình Biên Hòa? Dạ. Khu phố mấy? Khu phố 8. Ồ, vậy gần nhà anh nói. Anh cũng gần đó luôn. Dạ. Ừ. Rồi em cho anh hỏi này, vợ em bỏ nhà đi lâu chưa? Đi hồi trưa thứ 6. Trưa thứ 6? Ngày 23 tháng mấy? Tháng 2. 23 tháng 2. Dạ. Vậy mới đây hả? Mới đây. Ồ. Vợ em ấy thường xuyên nhắn tin hoặc qua lại với người đàn ông khác lâu chưa? Nó không có nhắn tin mà nó gọi trực tiếp không anh? Ồ, chơi thẳng luôn. Dạ. Nó không, vợ em nó không biết chữ. Ồ. Vậy là chỉ có gọi trực tiếp thôi. Gọi trực tiếp. Nhưng mà sao em phát hiện được? Nó tình cờ em lấy điện thoại em bữa mà cái ngày mà thứ năm á là anh đi bán số. Bảo 8 giờ em gọi nó thì nó ở trong nhà nghỉ hay là ở trong phòng của thằng đó không biết. Nó nói chuyện là mình biết nó quan không? Tiếng im im đúng không? Dạ. Tiếng gọi là tiếng nó yên yên tĩnh đúng không? Dạ. Mà em hỏi ở đâu, nó nói đang trên 30/4 về. Ồ, công viên 30/4. À, mà nó chạy chiếc xe đạp xong cái đầu em mới em nghi rồi. Mà em chạy lên không kịp, chạy lên ngay 6/3 mà không kịp, là em thấy nó đánh cái vòng về mà em kêu á, mày gọi mở mạng lên cho em gọi. Nó nói là điện thoại nó hết mạng rồi. Ừ. Mà em gọi tới 7 cuộc nữa nó mới bắt máy là em chạy sau lưng nó rồi. À. Mà em vẫn gọi, em nói chuyện, nó hỏi đâu rồi đặng đẩy về. Ừ. Nó nói nó cũng quyết tâm, nó trên 30/4 nó về. À, nhưng mà thực sự nó đang ở đâu? Nó đang trên đường ở trên 6/3 nó về. À, nhưng không phải là 30/4. Dạ. Ồ, chính giờ là xạo em rồi. Đó, rồi em giận quá cái em giật điện thoại, em có tát nó hai bạt tay. Ừ. Xong đêm đó nó về ngủ bên bà già nó, cái đầu em cũng gọi kêu hỏi về nhà, nó không chịu về. Ừ. Rồi sáng em qua em nói có gì về nhà giải quyết, nó cũng không về. Rồi em giận, em bữa đó em cũng nghỉ làm với nó luôn. Ừ. Rồi em buồn, em làm hết mấy ly. Xong cái tới trưa em quay qua thì em hỏi bà vợ nó, vợ không rồi, bà nói nó đi làm móng, mà hiện tại thì nó không làm móng là đã đi lúc tầm 10 giờ. 10 giờ trưa. Dạ. À, em kiếm không gặp, em lên tới nhà thằng này, em săn nhà thằng này tới 2 giờ chiều mới đi gặp cái phòng này mà nó dọn đi, người ta nói nó trốn luôn đi rồi. Ồ. Em dọn đi không kịp, em tới không kịp luôn. Kịp. Rồi em vô nhà đó người ta gom đồ, kiểu mình đi á, chủ trọ xuống gom đồ á. Chắc còn sót lại bài. Sót lại mấy bộ đồ của vợ em trong phòng. Ôi giời, vậy là vợ em ở đó rồi. Dạ. Chính là vợ em thường xuyên ở đó rồi. Dạ. Chứ không phải là đi qua lại nữa. Dạ. Mà vợ em có thể là ở thường xuyên rồi. Dạ, nhưng em mà... cũng tìm nó về, em cũng đánh đập gì. Mẹ nó giờ kêu em đi tìm về, không có gì nói chuyện, rồi giấy tờ này kia. Ừ. Chứ em cũng về, cũng không mong nó về với em nữa. Không mong nữa, em lại không cần hả? Kỳ vậy. Cứ tâm vậy, mình suy nghĩ kỹ chưa? Giờ em đi tìm cho bà vợ em về cho hai đứa con em thôi, rồi... Nếu không thích thì ra tòa giấy tờ, ký giấy cho em chứ. Giờ đi mà không nói câu nào. Bà mẹ về, bà và vợ bà khóc quá, bà kêu em đi kiếm. Cái người đàn ông khác ấy quen vợ em bao nhiêu tuổi rồi? Nó sinh năm 79. 79 là tuổi con dê. Dê này dê đực, dê này dê lúi. Ăn chơi lắm. Ồ, ăn chơi. Vợ nó đuổi nó đi hồi Tết giờ. Cũng có vợ rồi. Nó còn có vợ mà nó ăn chơi, vợ nó bỏ nó hồi Tết giờ. Người ta làm nghề gì em? Nó cũng làm công ty. 79 chung luôn, chung vợ em. 79 86. Vợ em tuổi 86 hả? Dạ. 86 tuổi dần. 79 tuổi dê. Ừ. Vậy là cái mối quan hệ này em biết hoặc đến giờ phút này em tìm hiểu ra là hai người có cái mối quan hệ này lâu chưa? Em nghi là hồi trước Tết chút. Là em chỉ nghi vậy thôi. Nghi này còn trước nữa thì không biết. Vợ em bán vé số lâu chưa? Lâu ạ. Thường xuyên bán đến tối. Thì hồi trước nó bán là tầm 7 giờ nó về nhà rồi. Ừ, nhưng mà thời gian này? Thời gian này là hồi gần Tết là nó cứ đi khuya không, chứ nó hay đi nhậu. Ôi giời ơi, phụ nữ bán với số lại còn đi nhậu nữa. Còn đi nhậu với ai thì em có biết không? Nó
nó bảo em điện thì nó bảo đi nhậu với mấy người công ty, mà có cái ngày đó em đi làm mà nó đi từ sáng 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều em gọi nó không bắt máy. Không bắt máy. Em gọi mấy lần? Nó gọi nhiều lắm, 3 giờ giờ em gọi nó mà không bắt máy. Kiếm mà em có kiếm biết đâu. Nhưng mà có đổ chuông không? Có anh. Cái đầu về nhà em hỏi nó sao điện thoại không bắt máy, nó bảo nó cho con của cái người đó mượn chơi. Là em nghi rồi. Còn cái hình tấm hình nó vô gừng nó nhậu với bạn bè nó đông á. Bữa em dặn em xóa rồi. Anh còn giữ lại hai tấm hình mà nó gọi cho cái thằng đó. Nó gọi nhiều lắm mà nó chụp hình là nó nhiều quá rồi nó không có thấy, nó không có xóa được á. Bữa đó em cướp điện thoại đó, em mới lục mới thấy. Nếu này vợ em có mối quan hệ phải là rất gắn kết với người đàn ông khác lâu. Hôm bữa em phát hiện được đến khi mà vợ đi rồi thì em tới nhà để em tìm phòng trọ đó, mà em tìm được đúng phòng luôn. Đúng phòng. Mà không có người. Không có người. Trốn đi mất rồi. Người ta nói nó mới đi. Mới đi xong. Em tới sớm tí nữa là ngon rồi. Thế. Đến giờ phút này thực sự là em không muốn sống với vợ nữa. Nhưng mà nó người vậy mà nếu em về mai mốt nó cũng đi nữa. Ồ. Nhưng mà cái này là tự mình suy nghĩ hay là bạn bè hay là gia đình nói chuyện vậy? Em tự em suy nghĩ. Vậy. Mình suy nghĩ như vậy nhưng mà sẽ mất vợ. Mất thì mất, cái giờ không lẽ giờ nó vậy mình kêu về mai mốt nó gặp người không khác nó cũng đi nữa. Giữ được người ở đâu giữ người đi đúng không? Em cũng đâu có muốn vậy đâu, mình thì nó muốn thích đi thì nó đi, giờ em cản quá, em cản nó cũng trốn đi á. Em cho anh hỏi là con của em hiện nay là bao nhiêu tuổi rồi? Gần 18 tuổi đứa lớn, còn đứa sau là gần 16 tuổi. Ồ vậy lớn hết rồi. Dạ. Con em biết hết không? Biết rồi. Con em nói chuyện gì với em không? Mấy đứa này nó hỏi cái mẹ về không, nó bảo biết đường đâu tìm về. Nhưng mà nó có mong mẹ nó về không? Chắc có. Nhưng mà anh nghĩ là con em 18 tuổi là đủ biết rồi. Đủ hiểu rồi. Dạ. Có điều là bé có nói chuyện hay không thôi. Không muốn. Giờ gọi nó không bắt máy. Ừ. Giờ có cái số điện thoại của thằng đó thôi mà gọi nó chặn em hết rồi. Chặn hết. Dạ. Trong trước đây ấy, là hai vợ chồng em sinh sống tại Biên Hòa. Dạ. Hai vợ chồng em sống với hai nhau hạnh phúc không? Dạ, có. Mình có đánh vợ bao giờ? Chưa anh. Chưa hề. Mới là cái đêm đó em không đi, mới đây thì anh không nói đâu. Trước đó. Trước giờ không. Em có nhậu nhẹt bê tha về em chửi bới la dày vợ? Em có nhậu chứ mà không biết nào mà về em chửi, em nhậu xong về em ngủ rồi. Nhưng mà có nhậu thường xuyên không? Không, cuối tuần thôi anh. À, cuối tuần không, một tuần không là cuối tuần mới nhậu. Dạ, cũng ít lắm, tại em có cái dàn âm thanh cho thuê á. À. Rồi cuối tuần em chạy số thì bạn bè nó mời uống cái này kia thôi. À, uống giao lưu ha. Dạ. Em có dàn âm thanh cho thuê là thuê đám tiệc tùng đúng không? Dạ. À, kiểu loa đài nữa hả? Dạ dạ. Em biết cái chơi nhạc không? Em biết chỉnh thôi. Ừ. Hát được không? Hát dở lắm. Ờ, như vậy là cũng tốt rồi. Em cho thuê này là công việc có nhiều không em? Tôi chạy được từ chiều thứ 6 đến 7 chủ nhật. Có. Nói chung tuần được mấy bữa ha? Nghỉ công ty thì em về đó em làm à, đó. Tuần được mấy buổi ha? Vậy nó cũng được. Nói chung là thôi thì cũng cố gắng thêm chút ít. Anh thấy em là một người phải nói là cũng đa tài đấy. Một người công lao động thực thụ và cũng là một người gần như là một người làm truyền thông. Đúng không? Để gọi là phục vụ cho những cuộc vui, có thể là hội hè. Anh thấy là rất hợp lý. Nhưng mà vợ của em thì ngoài bán vé số ra thì còn làm gì nữa không? Công ty. Làm công ty. Thu nhập hàng tháng hoặc tiền em thu nhập được, em có về đưa vợ không? Có chứ anh. Đưa hết từ trước nhỉ? Còn tiền giữ lại chứ để xài lạt vặt. Xài lạt vặt cà phê bạn bè. Còn nó đưa hết. Dạ. Em đưa đến giờ phút này từ trước thì em vẫn đưa cho vợ. Dạ. Em có biết là hiện nay mình vợ có đang giữ cho nhiêu tiền không? Không, nó mới lên Tết thì em nghĩ chắc nó xài cũng hết rồi, không còn được nhiều. Còn trước đây? Trước thì hai chồng mới làm thì Tết lãnh sao hết được. Ủa, quên, lãnh lương ra thì chi tiêu này kia, mua này mua kia, xong mà em cũng hay mua đồ nhiều á thì cũng chắc không còn được nhiều. Nói chung là em biết ha. Nhưng mà em ức chế nhà vợ đến giờ phút này cứ nói đi bán vé số nhưng thực sự là không bán vé số. Có cũng cầm vé số bán mà hỏi bán ngày nhiêu nó có 30-40 tờ. Ồ 30-40 tờ là ở nhà thì được 30-40 ngàn, thì ở nhà nghỉ cho khỏe. Em nói vậy đó, em nói ở nhà đi chứ đi bán gì, chạy tới giờ này mới về có 30-40 ngàn. Ừ. Nghỉ cho khỏe đúng không? Dạ. Mất công à? Không nhận đâu, em không nhận đâu. 30-40 ngàn anh bạn thật. Bè em cũng nói mà cho vợ đi bán làm gì, nó tại nó thích thì nó đi thôi chứ em cũng đâu em kêu nó đi bán đâu. Anh thấy em rất đẹp trai.
Anh nói thật, hiền hậu, nói chuyện thấy cũng rất nhẹ nhàng. Mà lại gặp vợ, mà vợ em thì anh nhìn tấm hình này thì anh nói thật là hồi đó nó ngoan lắm, nó mới trả trứng với em là cách đây chưa trước Tết giờ. Mới giở trứng. Từ khi giở trứng đến giờ phút này anh hỏi một câu chuyện nghiêm túc. Hai vợ chồng mình có ngủ chung không? Nó cũng có mà em nói thiệt luôn, từ Tết giờ nó bảo ngày nào nó cũng đau bụng chứ. Ôi trời, cha mẹ thì đau bụng. Nó em thật thiệt. Là từ Tết là đau bụng. Là có là từ Tết đến giờ phút này em không làm được cái gì? Vẫn có anh. Nhưng mà kêu đau bụng. Đau gì mà đau. Đau bụng vẫn em đi kêu được. Đi khám bệnh thì nó bảo không đi, em kêu nó uống thuốc nó không uống. Mà đau bụng thì cứ đau hoài. Đau này đau phải là đau kinh kinh điển. Đúng không? Yeah. Nhưng mà phụ nữ em thấy phụ nữ sợ chưa? Yeah. Đúng không? Phụ nữ người ta có nhiều chiêu không? Đúng không? Yeah. Phụ nữ có nhiều chiêu nhưng mình đàn ông người ta có nhiều chiêu đúng không? Yeah. Không nhận đâu. Cứ đau bụng. Thế mỗi lần mà ví dụ mỗi lần mà mình tính làm gì mà vợ nó đau bụng là mình nghe là mình lán rồi. Đúng không? Không muốn nữa. Nghe là lán rồi. Chán rồi, đúng không? Nghe là mất hứng rồi. Đau bụng ngoài. Vợ em bên ngoài có giống này không? Giống. Nó vợ hơi đớp tí xíu, lưỡi nó hơi bự, nói chuyện hơi khó. Nói chuyện hơi khó nghe xíu hả? Dạ. Mà em quen sống 20 năm thì nó nói mình hiểu. Còn nhiều khi anh em lại mới lại nó nói lẹ quá. Thì không nghe anh được. Phải từ từ mới nghĩ. Vợ em cao mét mấy? Năm mấy. Thấp mà nhìn người là thấp đó. Nhưng mà chắc mập luôn, bự con đúng không? Không, phải bự con. Nó từ Tết giờ nó mập là nó năm mấy ký. Tầm 55 ký. Ui vậy là mập đấy. Người là tròn. Dạ. Không chưa phải là mập hẳn nhưng gọi là tròn. Tròn. Vợ em có hỗn với em bây giờ? Không, hồi trước nó không hỗn, bây giờ từ cái ngày Tết giờ nó hay nạt, em nói nó hay nạt lắm. Nạt ngược lại. Dạ. Là mình thua luôn, mình bó tay chống gom luôn. Dạ. Cái hôm mà em đánh vợ ấy, em đánh đêm tối thứ năm. Quýnh lúc 8 giờ. Em đánh mấy phát? Em quýnh nó hai bạc tay. Là đêm đi luôn. Rồi đêm đó nó về nhà mẹ nó ở. Rồi sáng sao? Sáng em gọi về nó không về, em qua tới nhà bà vợ em nói chuyện rồi nó cũng không về. Em nói nó muốn gì về nhà. Nói chuyện xong rồi ly hôn thì giấy tờ với nó nói em muốn làm gì làm. Kêu về gom đồ, nó nói để chiều nó về qua nó gom đồ. Đến giờ phút này em mong muốn nhất là tìm được vợ về để giải quyết. Dạ, kết thúc đúng không? Hai nữa là bà già vợ mẹ nó vợ đang khóc rồi đang tìm con, bị nói là một con đứa con một trong gia đình. Có một mình một dạ. Người một người con. Một người con mà lại không ngoan thế nào. Nhiều con thì khác, một con thì mà lại không ngoan. Đâm mẹ chắc hụt hẫng. Ba vợ còn. Bà cũng đang chạy đi tìm mấy cái. Cũng đang tìm. Nói chung là buồn ha. Ba mẹ vợ sinh có một người con, hy vọng người con ngoan, hiếu thảo. Đúng không? Với gia đình, với chồng, với con. Mà ai ngờ té ngửa đến giờ phút này. Mà vợ em đi bán vé số, tại sao em không ngăn cản, em cấm luôn đi. Một bán em có số nói thì... nhiều lần rồi mà nó... Mới đầu tiên thì nó bán phụ bày về vợ. Nhưng mà tại sao em không nghi ngờ? Lúc đầu thì nó không có gì. Vợ em ra ngoài nó có ăn mặc đẹp hơn hoặc là bôi son đôi phấn gì không? Thì nó cũng bình thường, đi thì nó sức phấn mặc đồ bộ mà nó có chung gì nó cũng không có ăn diện mấy. Thế còn người đàn ông ấy là người ta có làm nghề gì không? Làm công ty đứng chung khâu với vợ. Ồ, chắc thừa thường xuyên là trò chuyện. Lâu lâu trò chuyện năm dần dần thành cho quen. Dần dần thân rồi quyết định dụ nhau đi. Đến giờ phút này chắc chắn là hai người đi với nhau đúng không? Vợ em đi là đem theo những cái gì nữa đi nữa em biết không? Nó không có lấy gì hết. Nó đi là chắc đồ nó có sẵn đồ trước không thì em không biết. Thì nó đi nó mặc có cái áo dưới chiếc xe đạp. Nó đi mà không biết giờ xe đạp nó đâu rồi. Đi thằng đó thì thằng đó có chiếc xe máy. Ồ chắc xe đạp cho bán ve chai rồi. Xe đạp bán ve chai rồi. Chứ sợ ai đi xe đạp, đi xe đạp bị bắt ngay. Xe đạp dễ nhận diện lắm. Bởi vì người đi xe đạp hiện nay là rất ít. Đúng không? Đa số đi xe đạp mà. Mà đặc biệt là cái tướng vợ em mà đi xe đạp bây giờ thì nhìn từ xa là thấy rồi. Đúng không? Rồi em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được. Vợ em quay trở về để cùng giải quyết cái câu chuyện này, kết thúc. Thì em cũng mong giờ gọi điện thoại bắt máy hay là gọi về nhà nói ở đâu cũng được. Mình phải về tới nhà đây nói chuyện rõ ràng. Rồi ra nếu mà không thôi luôn thì ra tòa. Rồi giấy tờ cho nó xong hết.
Rồi với bà vợ có mẹ có kêu là kiếm gì, có gì thì nói. Em nghĩ rằng trước đây ấy, hoặc những thời gian trước ấy, em có nghĩ là đến khi nào một ngày nào đó mình sẽ phải lấy vợ khác không? Mình đã từng nghĩ bao giờ vậy bao giờ chưa? Chưa. Trước đây chưa hề nghĩ như vậy. Dạ. Nhưng đến giờ phút này nghĩ chưa? Em cũng chưa dám luôn. Chưa dám. Bao giờ thì sợ, dám? Sợ quá. Sợ. Dạ. Sợ chưa? Quá sợ đúng không? Không ngờ đúng không? Em mà đi mà mấy thằng bạn ở cặp nhà nó còn không ngờ. Không ai ngờ được. Tới chợ hai chồng em đi làm mà sớm rồi nó không. Bà nói hai chồng này hiền gì mà vợ bỏ đi vậy. Em cũng không biết. Ai cũng nói. Người đàn ông nguyên liệu hiền bằng em không? Theo em nhìn nhận. Không anh, hôm đó cờ bạc xuống. Nhưng mà không làm ăn thì làm ăn được vài đồng thì chơi như vậy liệu còn tiền để chơi không? Em xin vợ trả nợ cho hắn mấy lần hả? Đi cái lần phút cuối Tết lãnh lương ra đưa vợ 800 thì vợ giục đồ ra xăng luôn. Rồi mướn phòng riêng đó rồi không biết vợ em dưới này qua lại bao lâu em không biết. Ôi trời ơi. Nhưng mà thôi thì cái câu chuyện là sống chung lửa hay kết thúc là tùy em. Bởi vì mình lớn mình trưởng thành rồi em ạ. Anh cũng không dám khuyên gì trong câu chuyện này, nhưng em thấy là em một con người rất tỉnh táo, em là một người đàn ông đích thực đấy, đúng là đúng men đấy, chuẩn chỉ đàn ông. Có nhiều anh trai về đây vợ bỏ đi theo, anh nói thẳng là theo trai đến lần thứ 9 rồi, lần thứ 10 vẫn kiếm, vẫn cho vợ cơ hội, mà một lần về là lấy của chồng ít nhất nhé là 1,5 cây 2 cây vàng, lần nhiều là 4-5 cây vàng. Vì vợ về lấy xong đi vài tháng thì chồng ở nhà lại thích cóp, lại tiếp tục có vàng, chồng lại cất, vợ về lại về, vợ lại lấy và vợ lại đi và chồng lại tiếp tục thích cóp. Em biết như một tổ ong, một ong chúa đó, nó kêu gọi những con ong con đó, đi kiếm mật, cứ nhiều mật là chúng ta lên đấy. Đây cứ như vậy đấy, cứ theo quy luật mà nhiều năm qua mà ông chồng là vẫn tha thứ cho vợ. Nhưng em thì đặc biệt là khác, cũng ở miền Tây luôn, nhưng mà miền Tây nhưng mà mỗi người là một cá tính khác nhau, không ai giống ai hết. Anh không nhớ rõ ở đâu nhưng mà cũng xa xa đấy, hình như Cà Mau hay là Cần Thơ gì, nói chung là lại là anh không nhớ rõ chính xác, bởi vì một ngày anh ghi hình rất nhiều. Nhưng mà dù gì thì dù mình đến với nhau nó là cái duyên em ạ, còn sống với nhau được hay không thì nó là duyên số em ạ. Nó đến giờ phút này thì mọi chuyện đã lỡ rồi, mà đúng là rõ ràng nó như vậy rồi. Thì đồng ý là mình chưa bắt được trên giường. Nhưng mà như thế thì nó cũng đủ hiểu. Một câu chuyện đã tới đâu rồi. Thì anh cũng hy vọng là sau này mình đến với ai đó, hoặc là có ai đó thực sự mà người ta đến với em, thì là phải hiểu nhau và tin nhau, hy vọng là sống với nhau những ngày tháng còn lại. Bởi vì hiện nay em cũng còn rất ít tuổi, tiếng là em lấy vợ lâu rồi. So với người khác là tuổi ít nhưng mà lấy vợ lâu. Bởi vì em gáy sớm. Nhưng mà đến giờ phút này mới ba mấy à? Ba mấy em phải nghĩ lại. Em đừng nghĩ là em đã từng có vợ có con. Nhiều người ba mấy đến giờ phút này còn chưa lấy vợ. Nhiều người sinh năm 82, 83, 85, 86 chưa lấy vợ. Anh nói thật là hiện nay chưa lấy vợ. Nha, là bình thường. Vì vậy bây giờ em về em sửa sang lại ăn mặc ngon lành, cành đào đi, đúng không? Cắt cạo đi ngon lành. Thì em cũng là một người chưa vợ thôi. Đúng chưa? Đó. Thì để thời gian. Thời gian hả? Thì cứ từ từ do duyên em ạ. Cái này mình cũng không nói trước được. Có thể là em nghĩ là bây giờ em sợ một thời gian nữa, nhưng vô tình một ngày nào đó hoặc là ngày mai em về gặp một cô gái nào đó, vô tình cũng gặp cái hoàn cảnh nó giống như vậy, nhưng người thực sự là người ta thấu hiểu được cái tình cảnh của em, thì nó là đến với nhau nó là bình thường. Nhưng mà dù gì dù mình cũng phải chấm dứt cái này cho xong xuôi đã, mình giải quyết cho xong đã em ạ. Thì mình đến với ai thì nó thoải mái hơn nhé. Hy vọng là con của em cũng xem được video này và con của em cũng hiểu được về đây là lỗi là do người mẹ chứ không phải do em. Anh thấy em cũng rất chịu khó, hiền lành, đúng không? Đến giờ phút này thì chắc chắn là em cũng chỉ thương con, cũng chẳng thương vợ. Bởi vì vợ đã như vậy thì mình đâu còn là cái gì để thương nữa đâu, đúng không? Mình từ trước giờ có lén nút đi với người khác bao giờ chưa? Đi trộm không? Đi trộm chắc có đúng không? Mà ăn trộm, đúng không? Thì chắc có, nhưng mà không để biết, mà không bỏ nhà đi. Nhưng mà vợ thì bỏ nhà đi luôn. Em thấy không? Phụ nữ người ta rất yếu em ạ, nhưng người ta rất mạnh mẽ. Em thấy rất nhiều phi vụ không?
rất nhiều ông chồng mà bị vợ nó chơi cả cũ luôn, em thấy chưa? Có người phụ nữ thường xuyên lên báo, anh em không nhầm đâu, là bà vợ bà ấy cắt hai lần, cắt lần đầu tiên phẫu thuật rồi, lần thứ hai cắt ném cống luôn, khỏi phẫu thuật luôn, thành thái giám luôn. Nhưng mà đàn ông thì chưa ai làm được cái việc đó. Em thấy hiện nay chưa báo chí nào đăng tải thì đàn ông làm được đó. Nhưng mà phụ nữ thì nhiều người phụ nữ người ta người ta rất mạnh mẽ em ạ, kinh khủng lắm nhé. Thôi dù thì hiện nay thì cái câu chuyện này cũng rất dài rồi, anh cũng hy vọng là chia sẻ lại để các cô chú anh chị, mà đặc biệt là người thân của em hoặc người thân bên vợ, đặc biệt các con của em xem video này sẽ thấu hiểu được cái tình cảm của em dành cho vợ nhiều. Đây là nói chung là hôm nay thì em cũng về đây là mục đích chính là chia sẻ cái thông tin để tìm vợ của em, để về để giải quyết cái câu chuyện là cuối cùng, cũng như là mong muốn là vợ em quay trở về để nói chuyện với các con, đặc biệt là với cha mẹ già em nhé. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin, em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ có anh. Rồi anh cảm ơn em, chúc em mạnh khỏe và thường lộ bình an, hy vọng là trong đầu xuân năm mới này em tiếp tục công việc và có nhiều sức khỏe em nhé. Em cũng chúc mấy anh đội hiệp sĩ Bình Dương, Bình Hải phát triển hơn và giúp cho mấy người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện là một em trai cũng rất lâu rồi, đến giờ phút này phải là từ Tết đến giờ phút này là đến mấy chục trường hợp các anh các em trai về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Nhưng đây là một câu chuyện duy nhất em trai này biết là vợ đi với người đàn ông khác nhưng mà không mong muốn vợ quay về sống chung, và cũng nói thẳng từ chia tay đó. Đây là một người đàn ông phải nói là vô cùng mạnh mẽ. Cuối video cho phép công trần, xin là thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.